quá khó. Tiếp tục thôi. Đây là anh này là người nước ngoài, anh ấy đang muốn trải nghiệm để anh ấy muốn giúp đỡ cho bà con. Thank you. Okay. Bây giờ anh đi trước đây. Anh này đi trước đây, xem mình đi sau. Trước. Đây chỉ là mới bắt đầu nha. Đi trước đi. Bỏ đi trước đi. Đi trước đâu lên, cứ lên theo đi. Up this way? Ừ, let go. Bây giờ phải tự lên. Cố lên. Cố lên. Bọn này chọn một người quay thôi. Anh tên lên Let go. Yossi. Lên. There's no way. It's not gonna be possible. Đẩy phải đẩy đấy. Chỉ có mỗi em là không phải đẩy thôi. Chị phải ngồi với em mới đúng. Chị phải ngồi với em mới đúng. Nhưng mà cái kia buộc đồ thôi. Xe lại buộc đồ mất. Không phải tại đi không quen. Nhìn này, nhìn dân bản này. Nhìn dân bản làm ăn này. Đấy. Dân bản nó khác ngay. Dân bản là đi là phải lắc này. Đi đây, đẩy đi. Đẩy đi. Xe kia lại lên đâu mà quay. Không đi nổi.
bắt bộ đi bộ còn không đi nổi. Khủng khiếp, trơn quá các bạn ạ. Mù khư rồi à? Mù chứ. Mù tỏa lên à? Đây các bạn, quá trơn. Còn anh chị đằng sau nữa, anh chị đi bộ rồi, xe thì anh em hộ tống lên hết rồi. Ok, tưởng là đi lạc đâu rồi. Thật sự, quá khó đi, đi bộ còn khó nữa là đi xe máy. Đấy, phải anh chị đi thì mới biết được. Em đã một năm, hơn một năm đồng hành với con đường này rồi. Có khi nào chúng ta để xe ở đây xong rồi đi bộ không? Bây giờ hết rồi, hết đoạn khó rồi. Sorry. Ok rồi, ok rồi. Yeah, it's just really difficult. Là anh ấy nói là rất là khó. Vâng. Cái đường này quá khó đi, đi bộ còn khó. Vâng. Thế phải để các anh chị lên trải nghiệm đường vùng cao thì mới hiểu được. Các bác, các cô, các chú ở trên kênh của cháu Tuyên thì nhiều lúc đánh giá bảo là các bạn đi làm thiện nguyện thì dễ dàng lắm, nhưng mà thực chất thì đấy phải có dễ dàng một chút nào. Có như câu chuyện thực tế nên chia sẻ cho các bác thì mới hiểu được là nó khó khăn như thế nào. Thực ra thì chúng ta đang tự bỏ tiền túi ra để chúng ta đi từ thiện. Vâng. Chứ còn không phải là lần này là không phải là xin ai để quyên góp hỗ trợ cả. À vâng. Nhưng mà thật sự là quá khó. Trời ơi. Đi bộ còn khó nữa là đi xe máy. Trời ơi. Đi bộ còn khó. Khám phá, khám phá. Được chưa? Anh chị thấy thế nào? Quá khó. Tiếp tục thôi. Đây là anh này là người nước ngoài, anh ấy đang muốn trải nghiệm để anh ấy muốn giúp đỡ cho bà con của. Và thật sự là quá khó. How do you feel today? Tired. Khó. Mệt. Tired. Yeah. Anh ấy nói là rất là mệt, đi bộ còn mệt nữa, đi xe máy. Hỏi anh cái con đường này anh cảm nghĩ thế nào về con cung đường mà anh em đang trải nghiệm? Tired. Ngoài mệt ra không biết nói gì hơn rồi. Ngoài mệt ra không biết nói gì hơn nữa rồi. Bởi vì nó siêu khó và siêu thực. Còn một chặng đường khoảng đâu tầm hơn 1 cây nữa. Nhưng mà đường nó cũng dễ đi hơn. Sẽ không phải đẩy như thế này nữa. Mình sẽ di chuyển bình thường. Cố lên. Cố lên, quay lại hết rồi. Không đi được cái chứ. Chị giờ phải đẩy nó thôi. Với cả xe kia nó bị nhiều bùn quá. À xe nào cũng bị nhiều bùn. Ừ xe nào cũng bị bùn. Game over. What's game over? Game over. Wait, now it's straight? Yeah, straight difficulty. Thank you God. Cảm ơn trời. Go. Đây.
mày là thấy là đường đi rất là khó khăn. Trời thì đang rất là mưa. Mọi người nhìn thấy mưa lặng hạt không ạ? Chúng tôi đã đi tổng cộng 45 lần như thế này rồi. Trời ơi, đi bộ còn ngã. Không hiểu đi ô tô xem. Đi xe máy thì đi kiểu gì? Hả? Cái gì? Ôi, tôi bị bỏ rớt lại rồi.
liên tục. Giai bản nha. Honey, stop đây. Để Tuyên. Ra đây. You đi. Two guy. Help you. You know help me. Thank you, pain. It's okay. Rất là mệt và hơn nữa là được trải nghiệm cung đường thì có lẽ là người mà đặc biệt nhất có lẽ là anh này. Hơi chứ. Tired but alive. Mệt rất là đau bởi vì là đi đuổi quá khó, khó đi quá. Thì hỏi em tốt đấy, em không biết tiếng Anh. Hỏi anh xem là cái cung đường di chuyển về đây nó có cái sự khác biệt giữa bên Canada với Việt Nam hay không? Not like this. Totally different. Sharing is done in like a city. Yeah, not in a city. Much more different. Much more different. Nhưng mà có quá nhiều người là khổ ở Việt Nam. Không có như thế nào. Charity is done in like the city. Các bác ở đây, các bác nào biết nghe tiếng Anh thì các bác dịch ở phần bình luận bên dưới video nhé. Để cho mọi người cũng như là có tên được biết về cái cảm nhận của anh. Anh tên là gì chứ? Anh tên là Dabo. Tên rất là đẹp. Các chị thấy thế nào? Sự khác biệt ở đây và Hà Nội.
cùng là Việt Nam thôi nhưng mà ở thế giới gần như là khác nhau. Hà Nội tất nhiên là sẽ thì gấp 1.000 lần. Thật sự là ở đây bắt đầu mới thấy là ở nhà mình thật đáng xứng. Đấy là lý do vì sao mà một năm em lúc nào em muốn lên Hà Giang ít nhất là một lần. Đấy. Là sau khi đi Hà Giang là bọn em đều có một cái nguyện vọng là sẽ trở lại Hà Giang một lần một năm để giúp đỡ mọi người dân của mình, chính người dân của Việt Nam mình cùng ở trong một đất nước mà nó cách xa nhau về văn hóa, về tiện nghi, về tất cả mọi thứ, từ đường cho đến đồ ăn thức uống, rồi nói chung là tất cả mọi thứ. Quá khổ. Còn em ở trên kia thì là thật sự là sướng hơn đây rất nhiều. Vừa là mát lạnh, vừa ở những khu chung cư cao cấp. Bước ra khỏi cửa là đã có ô tô, xe máy và nói chung là không thiếu đồ ăn, không thiếu tất cả các tiện nghi. Ở đây thì bước ra khỏi nhà thì chỉ có cây và cỏ và đất. Nếu như cho em ở đây một ngày chắc em chết. Thật sự là phải nói là như vậy bởi vì không có gì ăn cả. Để ở đây mang lên quà tặng mọi người mà muốn mang lên cũng là khó, chứ không phải là rất là khó. Muốn mang vào một đường đâu. Ướt hết cả thùng mì tôm mất thứ rồi. Hôm qua thì anh em cũng đã được trải nghiệm một ngày đi thăm một điểm trường ở thôn Tiền Lĩnh, xã Lũng Hồ. Cũng rất là mệt rồi, tuy nhiên thì hôm nay vẫn đồng hành cùng với em có hai chị và anh gì nhỉ? Navo nữa thì rất là vui, thực sự là rất là cảm động. Hiện tại bây giờ thì cháu Tuyên thấy rất là hạnh phúc khi mà có tất cả anh em gần như là chị em ở dưới Hà Nội lên cùng chung vui với cái ngày lễ tân gia của em xí. Rất tiếc là các mạnh thường quân và các bác không có mặt ở đây. Có lẽ nếu như các bác có mặt ở đây thì sẽ vui gấp ngàn lần hơn so với các cháu. Tuy nhiên thì có các chị lên đây thì cũng tuyệt vời rồi. Một trong những trái tim nhân hậu, một trong những tấm lòng nhân ái của đất nước Việt Nam đến đây để thăm các hoàn cảnh khó khăn và có thêm một món quà nữa. Chút nữa thì hai chị sẽ trực tiếp và anh sẽ trực tiếp trao quà cho gia đình em Chính Què các bác nhân. Bây giờ thực sự và ngồi nghỉ ngơi một chút để cho mọi người rất nhiều cảm nghĩ của mình thôi. Trải qua một cái đoạn đường nó cũng không quá dài, tuy nhiên thì để mà cảm xúc thì rất nhiều hơn, rất nhiều cùng một cảm xúc. Đấy, em là này chia sẻ một chút về cái sự trải nghiệm của em hôm nay. Cả năm ngoái anh cũng cảm như nhau thôi, nhưng mà anh cảm thấy mỗi năm có một cái level nó khó khăn hơn thôi. Thì mong rằng năm sau em sẽ lại tiếp tục được trải nghiệm những cái cung đường như thế này, và được đến những hộ dân ở khó khăn như thế này nhiều hơn nữa. Rất là mong muốn tất cả mọi người cùng chung tay hỗ trợ cho đồng bào ở vùng sâu xa, đặc biệt là những đồng bào khó khăn ở vùng biên cương. Những người này có rất nhiều kinh nghiệm ở vùng biên cương vì họ nắm giữ biên cương cho cả đất nước Việt Nam đấy các bạn ạ. Những người ở vùng sâu vùng xa không phải là trách nhiệm của họ ít đâu, rất nhiều luôn. Cơ bản ở đây thì các bác phải biết là họ sống rất là khắc nghiệt, từ thức ăn, đồ uống, rồi cuộc sống của họ rất là khó khăn trong cái vấn đề tiếp cận với công nghệ bên ngoài, đặc biệt là các cái công nghệ phát triển ở xã hội. Gần như người ta không biết gì đâu. Thực tế ra họ còn không biết nói tiếng không biết tiếng gì. Ở đây chỉ được khoảng 30% người biết nói. Và bây giờ là mình đang cảm giác như mình đang lạc vào thế giới khác, là mình cùng ở người Việt Nam. Nhưng mà mình nói họ không hiểu, họ nói mình không hiểu. Chứ còn nếu như mà đang nói chuyện với người nước ngoài đôi khi mình không hiểu, mình biết tiếng Anh đúng không? Nhưng bây giờ mình đang nói chuyện với chính những người dân Việt Nam mình mà mình còn không hiểu. Đấy là những đồng bào của mình đấy. Do vậy là kênh của cháu Tuyên cũng phát triển được vài năm trở lại đây thì cũng mong muốn là tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc cùng nhau chia sẻ những thông tin, cùng nhau giúp đỡ mỗi người một chút ít thôi. Thay vì mình uống hai tách cà phê thì mình sẽ bớt đi một tách để hỗ trợ cho bà con. Đây cũng là một cái trách nhiệm cũng như là nhiệm vụ của tất cả mọi người cùng nhau chung tay giúp đỡ. Bản thân cháu Tuyên thì cũng là người truyền tải nội dung và đưa câu chuyện lên để cho các bác được biết thôi. Tuy nhiên thì hôm nay được các anh chị lên đây trải nghiệm cùng thì khi mà bọn em quay một thước phim lên sóng thì phải nói là cũng rất là khó khăn, không phải là mọi người xem được, là tự nhiên có một cái thước phim lên để xem đâu. Những cái đoạn khó khăn nhất thì không có ai quay cho chúng mình. Đúng rồi. Bởi vì là hầu như là một người đi và bốn người đẩy xe. Đấy, thế nên là những cái đoạn mà chúng ta quay nó chưa phải là khó,
Thế là những cái gì mà mọi người nhìn thấy chưa gần thấy là khó hạ băng chìm, có nghĩa là chưa nhìn thấy sự khó khăn thật sự của những cung đường. Tính ơi, Tính ơi, cho bạn ấy về đây, về đây, về ghế về đây một tí, rồi mấy anh chị một cái ghế kia trên mà. Nhờ anh nào pha hộ dẫn trẻ. Anh phải đi xe bên đây là đã bị đau tay đâu qua rồi. Cô sấy chứ không à? Cô sấy à? Cô sấy đúng không? Đau đầu thì có thể không? Cái này là cái gì mà? Cái anh em đang đi ngủ rất là bẩn nên là có vào trong nhà. Đây còn có bàn nhỏ đây này. Để dép ở ngoài các bớt thì không cần rút thôi rồi chúng chào cho anh chị đứng thầy lúc đó các bạn chuyện với anh chị một chút em đâu em chào anh chị bàn này thì kiểu của tôi là gần như không biết nói trước em mới gặp những ngày đầu tiên ấy là phải cần dạy cho bạn ấy cách chào này cách gặp nhau với nhân xử thế như thế nào. Tức nghĩa là em đã đồng hành với bạn này hơn một năm nay và để đến được như ngày hôm nay thì bản thân em cũng phải coi với bạn này như một người em thật sự trong gia đình mình và như một người mình phải tâm huyết với bạn ấy, bởi vì em đã từng là trong ngành giáo dục ra thì em cũng hiểu và cũng có một chút gọi là kinh nghiệm thôi. Thì lệ cho các bạn từ thì may mắn là được một năm đồng hành với nhau thì bây giờ cũng giao tiếp một chút, còn một chút xíu thôi, không nhiều. Xin giới thiệu qua một chút về bản thân em cho anh chị được hiểu hơn về gia đình em và bản thân em nhé. Nó to lên. Bạn này thì sinh ra và lớn lên nó không may mắn như những bạn khác. Lớn lên thì điều kiện gia đình khó khăn là bán nhà, bán trâu bò để cho vợ đi thuê. Nhưng mà sau khi vợ đi làm thì thấy cuộc sống ở dưới kia nhiều cam dỗ quá không về nữa, người ta bán nhà bán đất để đi tìm, nhưng mà tôi tìm được thì quay trở lại thì em mới gặp em. Lúc gặp em thì không còn gì nữa, nhiều lần đã tìm những lá ngón để tôi tưởng, nhưng mà còn một đứa con nhỏ nhỏ như này. À, hôm nay thì có anh chị đến mà trao cho em phần quà đấy. Phần quà này là phần quà anh chị giao cho các em. Ở trong đây thì có rất là nhiều đồ, rất là nhiều đồ ăn. Trao cho em chút nữa thì xem là anh em làm ở đây cần gia vị gì thì em cứ lấy ra sử dụng nhé. Bởi vì anh chị cho còn một bao gạo nữa, một bao gạo với này siêu trậu nữa thì hôm nay đường trơn quá nên em không đi được, cái này là anh em đi thì cũng khó, xe còn hai người rồi không chở hết được, là anh nên anh phải mang lên cho có cả thùng mì tôm nữa nhá. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, nó no lên, nó chưa sinh lên được. Cố gắng nhá, cố gắng lên để cho mày về.
xin lỗi các bác nhé. Đặt cái tên này thì nó nghe nó hơi phản cảm một chút, nhưng mà nó là phản ánh câu chuyện thực tế của một hoàn cảnh gia đình thôi. Em thì bình thường muốn xuống xuôi thì có thể làm xe ôm gì đó, có thể xin hỗ trợ. Tại vì nó quen với cái trái cái phải không đỡ, đúng với bên tay phải nên là gì đó đấy làm nó khó tay này. Kinh của em thì đa phần là người thì què, người thì cụt đấy. Chỉ có thể vào theo cái thuyết của em. Anh cụt thì hình như là ra đây đã được gặp rồi. Có ai cụt một tay, cụt một chân, mỗi bên cụt cái, và cụt cái tay phải, cụt cái trái, đi mỗi bên một kiểu. Xuống đi chuẩn bị đi, xem có cái gì thì chuẩn bị nhé. Đây như người thôi 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 thôi, cắt bớt để cho một người đứng làm. Cũng đông người mà. Đông người mà. Bọn chị không ăn uống gì đâu. Người này, cắt đi, bọn chị không ăn được nữa đâu. Có nhiều món chưa làm được mấy món rồi. Thôi chào các bác nha. Có chứ. Mưa như này là mà xin nướng vất vả không anh? Quá vất vả nhỉ. Đấy. Mưa mà còn chuẩn bị làm xin nướng quá ạ. Đây, đang nhóm bếp đây. Rất quá nhóm bếp, nhóm mái không lên. Khách thì cũng đang rất đông, anh em hàng xóm ra hộ rất chi là nhiều. Chuẩn bị rán gì đấy, xào thịt à? Món gì đấy để cháu bật sang bên kia rồi đấy. Tắt xong bật lại. Nhiều tí nữa. Rồi. Làm thịt. Làm món gì bà? Không biết nói chỉ có hay. Bà con đang trên đường xuống đây. Mưa cũng đang, trời cũng đang còn mưa. Sắp được ăn rồi đấy nhỉ. Sắp được. Này là mấy mẻ chứ nhỉ?
哦,那個對,都都好啊。這樣吧,你幫我。哎,他到鞋盒沒?哦,鞋盒都沒有。哦,知道的,對,對啊,緊著。我沒有,我鞋盒。等下,等下。我沒有的吧。我那好你的。我就背著這個包了。哦,有的,這個包啊。我不鞋。鞋啊。鞋,我帶回答。都那上面的。鞋膜嘛。真的xin chào. Chào. Đó, có hai anh em thôi à? Đâu hết rồi? Anh Công đâu? Anh Công lấy biển về vào xe cho anh mà. Trang điểm. Đây các bác ạ, à, có em Khâm lên cùng với cháu Tuyên rồi. Đi đến sáng. Anh em YouTube cũng đã có mặt ở đây rất là đông rồi. Thì cháu Tuyên cũng muốn chia sẻ một chút về cái đợt trước cháu Tuyên có
làm cái lắp cái nước này, này hiện tại bây giờ đã xong rồi các bác này, có nước hết rồi nhé, bây giờ mở là có nước ở đây nhé. Và trong nhà vệ sinh thì còn thiếu cái dây kết nối các bác này, nước cái vòi này chưa vặn chặt, cái này phải có cái băng tan đấy các bác. Cháu Tuyên đã có băng tan ở đây rồi nhưng mà chắc anh em lắp không biết cho vào thôi, vì hôm nọ cháu Tuyên lắp thì chưa kịp xong, còn dây kết nối từ cái này ra đây, ra cái bồn cầu này nữa chưa có, tại vì là hôm nọ mua cái bồn cầu thì không nhớ để lấy cái dây. Cũng còn khá là nhiều trong cái chương trình của nhà em Xính nên là các bác yên tâm, cháu Tuyên sẽ hoàn thiện, còn rất là nhiều này. Khu vực cái chỗ nước xả ra ngoài này, đường rất sân rất là nhếch nhác, bẩn lắm các bác ạ, nhưng mà bà con vẫn cố gắng, vẫn vui vẻ để hỗ trợ nhau. Đây là một trong những tin rất là vui đến với em Xính. Biển thì hiện tại đã làm xong rồi đấy, cũng cảm ơn các bác rất là nhiều, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em Xính cũng như là đồng hành cùng với kênh của cháu Tuyên. Đặc biệt là cảm ơn chú Khánh ở Canada, chú đã tài trợ phần lớn ngôi nhà của em Xính hiện tại đang sinh sống. Cũng là có, ngoài chú Khánh ra thì cũng có rất là nhiều các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với cháu Tuyên. Thành quả như ngày hôm nay thì thật sự rất là cảm ơn các bác. Đúng rồi. Thì các bạn phải tìm vị trí thì cũng rất là khó để mà có cái nơi như này. Hoàn toàn là những cái hoàn cảnh rất khó khăn thôi các bác. Nếu mà họ có điều kiện tự bố trí như này thì chắc anh em mình là không đi giúp được rồi. Thì anh quan điểm từ đầu anh giao cho em Xính cùng với lại cái ông bí thư thôn ấy là anh giao cho hết là cho anh em tự chế biến, tự làm kiểu gì thì làm. Cứ có một bữa cơm là được, anh em ăn gì thì anh em mình cũng ăn cái đó để cho bà con thoải mái, thế thôi. Mèn mén. Đó, cái này món này đặc biệt này, cái này phải đi với cái này. Đấy. Còn nhiều món không anh? Chắc hết rồi đúng không? Hết chưa? Hết chưa, hết chưa? Hả? Còn gì nữa? Thịt nữa à? Thịt gà nữa à? À. Tổ chóa này. Bà con làm ở đây hôm nay thì đường nhanh nhắc quá, sân cũng rất là bẩn. Nên là chế biến thì có những cái các bác cũng sẽ có sự đánh giá. Tuy nhiên thì các bác ạ, hết sức thông cảm bởi vì ở vùng sâu vùng xa thì nó là như vậy thôi. Đây là một trong những gia đình mà có không gian sống nó còn có sự thoải mái nhé. Đặc biệt là cái xung quanh đây nó rất là thoáng. Còn những cái gia đình mà sống chật hẹp với nhau thì còn rất nhiều những hoàn cảnh gia đình nó còn khó hơn như thế. Rửa chân sạch sẽ đi. Nhà đâu anh nhờ dạ? Nhà đâu anh nhờ đây đây. Rửa chân sạch vào nhà một tí. Em Xính thì đang tất bật từ sáng giờ, tóc đứng hết lên như thế này rồi. Dậy từ lúc 4 giờ mổ lợn. Phải đi gọi bà con về, nhờ bà con về tối hôm qua nhờ rồi nhưng mà sáng nay mưa là sợ bà con người ta nghĩ là mưa lại không làm. Đấy, xong là 4 giờ em phải dậy đi đập cửa từng nhà một để cho người ta xuống hộ mình. Thì mãi đến 6 giờ thì mấy bà mới ra để hộ nấu cơm thôi. Còn lợn thì mổ từ lúc 4 giờ rồi. Có tiền này. Xính em vào đây Xính. Đây là bạn Xính đây. Đây là Xính. Anh Công chắc gặp lần đầu nhỉ? Anh chưa gặp bao giờ đấy. Đấy, gặp lần đầu. Chắc là sẽ được 4 mâm. Này á, thoải mái, 4 mâm thoải mái mà. Trước tiên là anh xin chúc mừng Xính nhá, chúc mừng nhà rất là đẹp.
Đấy, đây là kênh của anh, kênh anh với anh Đức, kênh Hòa Đá Cao Nguyên cũng là một kênh chia sẻ. Tôi có một chút quà chúc em Tân Gia về nhà mới là sau này làm ăn là gặp nhiều may mắn nhá. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ok. Ở tay sao nắm suốt này? Tay này bị que mà. Xính que đấy, que tay đấy. Đúng cái tên đấy. Không phải là muốn đấm anh đâu. Cảm ơn anh Công nhá. Đến đây dự bữa cơm này lại có quà cho. Cùng với gia đình em thì anh cũng có một chút gọi là tấm lòng thành gửi chúc mừng gia đình nhá. Chúc em sau khi vào nhà mới thì phong bì canh di di lễ là dày nhất trước và phát triển kinh tế để nuôi con nhé. Di liễu thì gặp mấy lần rồi đúng không? Gặp mấy lần rồi đúng không? À, trước là mái nhà này là di liễu về bán cho đấy. Nhớ. Chúc mừng anh Tuyên lại thêm một hoàn cảnh nữa đã được giúp đỡ. Thực ra thì có anh em đồng hành với nhau thì mới có động lực thôi. Thì cũng cảm ơn anh em thôi, đặc biệt là anh em mình phải cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân. Đấy. Nhiều quá. Chúc mừng nhà mới em thôi. Tiếp tục phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Trong cuộc sống thì còn rất là nhiều cái tính chất rất là khó khăn. Mình không phải là mình có cái nhà của mình mà ta đây cần làm gì hết. Nhà của có rồi nhưng mà cuộc đời mình còn dài lắm. Tiếp tục cố gắng nhé. Nhớ anh Tuyên nhé. Đấy, sau này phải nuôi thật nhiều gà. Có gà phải mang cho anh Tuyên. Không hy vọng cái điều đó xảy ra đâu. Nhưng mà các bạn phát triển được kinh tế thì mình cũng vui. Mình nhìn thấy được những cái tài khoản rất là vui. Chúc mừng nhé. Cảm ơn các anh nhá. Cảm ơn các anh nhá. Đến đây chung vui lại có quà cho em nữa thì rất là vui. Cảm ơn các anh em. Anh em chỉ có một tí động viên thôi. Có thế là tuyệt vời rồi. Với lại anh em đến để ăn cỗ cho đỡ ngại thôi mà. Chút nữa thì mời anh em dùng bữa ở đây. Anh em mình sẽ cùng chung vui với em một chút, chia sẻ những cái khó khăn, chia sẻ những cái thuận lợi anh em mình đã trải qua trong cái quá trình chia sẻ các hoàn cảnh và giúp đỡ các em. Những cái thành quả của ngày hôm nay thì đó là những gì tuyệt vời nhất của các mạnh thường quân mà các bác trao cho các hoàn cảnh, gia đình khó khăn, đồng hành cùng với các kênh để hỗ trợ cho các em. Đây là một trong những tin vui anh em luôn mong muốn. Cảm ơn các anh em rất là nhiều và cảm ơn tất cả các khán giả. Lý do là không thể được. Bất khả kháng. Hiệp thì báo thông qua rồi. Là em bé vừa mới sinh nên là không lên được. Tuấn thôi, Tuấn thì nó đi xa. Là ăn dần xong là chuyên làm hai đợt. Cũng được, để mình ăn ở trong nhà thì cũng tuyệt vời. Nhiều mâm bây giờ không có chỗ sắp. Thế thì em tìm chiếu giải chỗ này đi, xong là giải luôn ở đây 4 mâm đi. Bếp này một mâm này. Bếp này một mâm này. 5 mâm nhá. Xem mấy mâm này xong chưa? Để cho các anh ngồi luôn. Để tí nữa các anh ăn xong thì các anh được về. Để các bác xin phép nhá. Xin phép tất cả cô bác anh chị trên tất cả các kênh nhé. Vì anh em ăn trước không phải là lý do nào đâu, mà là đường xá đi lại xa nữa. Cộng với lại anh em rất là sốt ruột, khi mà về đến đây thì cũng muộn rồi, cũng tầm giờ đói thì muốn là cho anh em ăn trước để anh em còn di chuyển quay về thôi. Đặc biệt là các anh chị ở dưới Hà Nội lên thì muốn là chiều nay trong 3 giờ là anh em phải chờ xe, đã hẹn xe rồi là 3 giờ xe sẽ đón và đi quay trở lại về Hà Nội. Do vậy là anh em sắp mâm để cho anh em ăn trước nên là các bác hết sức thông cảm. Không phải là cháu Tuyên ưu tiên hay là vì là khách quý mới cho ăn trước rồi các thứ, các bác đừng đánh giá như vậy vì sẽ tủi thân em xính. Xong hết chưa? Còn một món nữa à? Thế thì bảo anh em ngồi nhá, cho anh em ngồi nhá. Anh ơi, vào. Hai chị vào ăn cơm. Bây giờ ngồi cùng với em một tí. Mày để quay nữa thằng kia. Ngồi cùng các em một tí. Làm gì nữa? Em ăn chay này. Không, cứ ngồi thôi, ngồi thôi. Đến đây rồi thì cố gắng một tí. No lắm, không ăn. Thật em ngồi đây là hoan hỉ lắm. Thôi, anh yên đấy, ngồi đây. Em cứ ăn đi. Thì các anh chị thì bảo không ăn. Anh Tây thì bảo là ăn không quen giờ Việt Nam. Hai chị thì bảo là
mệt quá không muốn ăn. Thôi thì anh em vào ngồi ăn, xong đó thì cháu Tuyên sẽ đưa các anh chị này về dưới Yên Minh để các anh chị quay về. Anh Công ơi, vào đi, ngồi đi. Khâm ơi, đi, vào đi, vào đi. Vào đi, chị không ăn thì anh em mình ăn. Duy ơi, vào đi. Tí nữa bảo Xính, anh em mình ngồi ăn đi. Tí nữa bảo Xính cho bà con vào ngồi. Xính ơi, bảo anh em vào ăn ngồi bên này luôn đi. Hợp lý mà. Đi. Gia đình của anh này thì có hai vợ chồng và ba đứa con. Mới về ở đây thôi. Mới di cư sang đây được mấy năm thôi. Đất này thì là đất của anh ấy, nhưng mà nhà mới làm. Trước anh ấy ở cùng với mẹ tít trên kia cơ. Rau gì? Nhà này là của anh Vả. Đây này, trước khi bước vào nhà phải có cái kế này này, khai vị. Đây, chuồng trại phân thải các thứ là dồn hết về đây. Chào anh nhá. Đối với bà con ở vùng sâu vùng xa thì những cái hoàn cảnh gia đình như thế này gọi là khá giả rồi đấy. Em không thể bê sơ trọng lên được. Vì được quá khó khăn đâm ra là kế hoạch như thế. Đây. Mỏi quá. Hôm nay có mấy anh chị ở dưới Hà Nội lên đây trao quà cho anh. Tặng một món quà nhỏ cho gia đình. Tí nữa anh cảm ơn các anh chị nhá. Đây, quà của anh đây.